Hai Giang chào anh chị và tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Giang sẽ mang đến cho anh chị mình một món ngon đó nha. Đó chính là món thịt vịt khèo với nước dừa nhé mọi người. Đó thôi Giang mời mọi người cùng đi vô bếp làm với Giang nhé mọi người. Thì cái món này mình làm mình ăn cơm ở gia đình nó rất là ngon nha, rất là hao cơm luôn mọi người. Lâu lâu mình sẽ thay đổi món một xíu nha. Thôi bây giờ đi vô bếp làm với Giang nhé mọi người. Ở đây thì Giang có hơn 3 kg thịt vịt nha mọi người. Thịt vịt thì hồi nãy đồng nghiệp của Giang chặt cục ra, chặt miếng bự bự nha, không chặt miếng nhỏ tại vì mình khìa tí xíu nó còn phải teo lại nữa nha mọi người. Tiếp nữa đây Giang chuẩn bị một ít gừng, gừng này thì Giang cắt lát nha, và một tái nước dừa xiêm. Thế bây giờ qua đây Giang sẽ đi xử lý cái thịt vịt nha mọi người, cho nó bớt đi cái mùi hôi lông nha. Nói chung cái thịt vịt thì cũng có nhiều anh chị và các bạn ăn không được tại vì nó có mùi hôi lông á. Ở đây muốn xử lý mùi hôi lông thì Giang sẽ trụng nước sôi nha. Đây Giang cho ít nước nè, xong rồi Giang cho nước mắm vô nha mọi người. Đó, ở đây Giang không có rượu, thường thường mình có rượu trắng nữa. Mà thôi Giang không có rượu trắng thì Giang cho nước mắm. Thời gian đợi nước sôi thì qua đây Giang sẽ đi cắt một ít hành tím nha mọi người. Rồi cắt xong hành tím thì Giang sẽ để qua một bên nha. Giờ đây thì nước cũng nó đã nóng rồi đó. Xong rồi Giang cho trực tiếp cái phần thịt vịt vô luôn nha. Vịt hồi nãy Giang cũng có nói đó, một phần nữa là của quán, còn phần nữa là của thằng em nhỏ nha mọi người. Thằng em nó học, nó sinh viên á, nó đem xuống nước nhà Giang nấu ăn giùm. Thường thường ở phòng trọ nó hay nấu ăn á, nhưng mà nó làm biếng nấu hay sao á, nó đem xuống cho Giang là kêu Giang nấu luôn nha. Rồi trụng sơ phần thịt vịt cho nó săn lại, Giang để đó. Qua đây Giang sẽ đi thắng cái nước màu nhé mọi người. Thắng nước màu đường. Thắng nước màu thì Giang sẽ cho hai muỗng đường. Mọi người lưu ý nha, nếu mà nhà anh chị nào mà có nấu thắng nước màu thì mình nên thắng cẩn thận tí xíu nha. Tại vì nước màu đường nó nóng, nó chảy tan đường ra nó nóng lắm nha. Nó mình đảo đảo nha, nhiều khi nó dễ văng, nó bắn lên tay mình, nó phỏng nha mọi người. Nói chung là làm cẩn thận xíu. Giờ đây Giang sẽ đi đảo 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 lên vậy nè, cho nó dậy mùi, xong rồi Giang cho vô xíu dầu ăn thôi. Rồi xong rồi Giang cho trực tiếp cái phần hành tím mình cắt hồi nãy á. Đó, mình đảo lên luôn. Cho vô đây tí xíu nước rồi cho nó lỏng lỏng ra. Rồi xong xuôi thì Giang sẽ đổ cái phần thịt vịt trực tiếp vô luôn nhé mọi người. Đổ vô mình xào lên cho nó thấm cái nước màu qua bên cái phần thịt nha. Rồi bắt đầu thấm màu xong rồi Giang sẽ đi nêm nếm nha mọi người. Gia vị thì Giang nấu kho bằng nước mắm nha. Nước mắm thì Giang cho hai lạng nước mắm. Tiếp nữa đường thì Giang sẽ cho là 3 muỗng nha mọi người. Bột ngọt thì 1 muỗng. Tại vì hồi nãy mình thắng nước màu nó cũng có đường trong, nó hơi ngọt ngọt sẵn rồi. Và một tí xíu nữa mình có nước dừa xiêm nó cũng ngọt thêm nữa nha. Nên mình cho đường ít thôi. Bây giờ Giang sẽ xào lên cho cái phần gia vị nó thấm qua phần thịt vịt nha. Rồi giờ xăng lên rồi bắt đầu Giang sẽ cho nước nha mọi người. Nước thì Giang sẽ cho là hai vá nước thôi, nó cũng như nó vừa sạch sạch thôi. Là mình kho công hồ nữa cái thịt vịt này nó sẽ ra nước. Với lại tí xíu nữa mình cho cái nước cốt, mình cho cái nước dừa vô nữa nha mọi người. Đó, Giang kho 15 phút rồi nó keo lại đó mọi người, nó săn lại đó. Cũng như là nó khô nước xuống rồi đó. Bắt đầu thì Giang sẽ cho cái gừng vô sau nha. Đó, Giang sẽ cho gừng vô sau thì nó sẽ thơm hơn nha mọi người. Xong rồi tiếp nữa thì Giang sẽ cho là nước dừa. Đó. Rồi xong rồi cái bước cuối cùng này thì mình đảo lên cho cái phần nước dừa nó sôi lên, xong rồi nó khô nó cạn lại giống như lúc nãy vậy mọi người. Vậy là ngon nha. Vậy là thơm. Đó, bắt đầu Giang sẽ xào lên tiếp nha mọi người.
Rồi bây giờ nãy giờ Giang đảo thì nước dừa nó cũng cạn khô xuống rồi đó mọi người, nó sắc xuống rồi đó. Vậy là Giang đã có nguyên một cái chảo thịt vịt khèo nướng dừa rất là ngon luôn. Đó, còn nước keo keo vậy anh chị nào muốn nước nó keo hơn nữa thì mình cho nó lâu hơn tí xíu nữa. Đó. Ấy à, em đem con vịt tới bao nhiêu? Em đem con vịt lên 3 kg, nhưng mà mọi người có thấy không, sau khi nấu xong này còn được 1,5 kg à, còn cái À, 1,5 kg đâu rồi. teo lại chứ, cái này là ấy, nước dừa nó teo lại. Các bạn, mình bịt cái đùi nãy giờ không ra, không biết Rồi cái đùi ở trong bụng của rồi ai rồi nữa. thôi, còn bao nhiêu ăn mấy nhiêu. Đây là tô của mình mọi người, đây tô đồng nghiệp, à, kia đồng nghiệp nữa à. Rồi giờ múc vịt tới thì ấy nó sẽ ra mỡ lắm nha mọi người, cái mỡ nó trong veo à, nó vàng chứ, màu hơi tối như người ra ngoài thì màu nó đẹp. Dài ăn đấy. Đây đây cái đùi đây nè, để anh sẽ gấp xem cái đùi, cái đùi mà được, Thôi. cái đùi mà chặt nhỏ đây nha mọi người. Đấy. Để cho anh tính đi mọi người. Đấy. Làm vậy mình Đấy. vui lắm. Ăn đi. Đây nha mọi người, đây là thằng ăn của Giang. Nãy trêu mấy bạn cho vui nha mọi người. À, mấy đứa trong quán rất là vui. Về đi kiếm chỗ nào mát mát ăn. Rồi Giang mời mọi người ăn cơm với Giang nha. Bốn cục. À, mọi người thấy không, màu sặc sỡ luôn, chạy sớm trong bếp quay nên là không có mở điện mọi người nên là màu nó tối lắm. Đó. Mình khều nước dừa. À, sớm giờ làm lu bu cũng mệt lắm mọi người. Để cái máy xuống cho mọi người xem. Ướt hết mồ hôi rồi. Ở đằng sau có đại tử của Giang, nó đang đứng canh Giang cơm mọi người. Thôi Giang nói chơi vui thôi chứ con đó là con kinh công. Mọi người cơm nha, cơm chiều giờ này cũng 4 giờ 47 phút đúng không? À, đúng rồi. Giang dạo này ăn cơm ít lại mọi người, không có ăn cơm nhiều như lúc trước nữa. Giang ăn này một chén, nếu mà tính một chén này chắc hơn một chén tại bới tô mọi người thấy vậy, giảm cân 2 tháng là Giang giảm được 10 kg mọi người. Giang nói chung là tập thể dục rồi mình ăn uống theo chế độ rồi đó, ăn uống chế độ mà mình tập luyện, mình không ăn đêm nữa thì giảm cân bảo toàn sức khỏe, chứ hồi trước giờ đâu có biết đâu, giờ biết bệnh thì mình mới lo được, cũng nhờ ông bà thương, ông trời thương nó cho mình biết bệnh sớm nên mình có cái phương pháp điều trị, chứ mà mình biết bệnh trễ thì mình điều trị nó sẽ khó hơn, nên là bác sĩ cho nói vậy nha mọi người. Giang cũng nói lại như vậy đó. Mọi người miếng thịt vịt nha, thịt vịt nói chung nãy giờ cái vịt đó là của thằng em nó đem tới, nó đem tới phần nửa còn phần nửa là của quán mọi người. Đó, mời mọi người nha, dẻ thơm. Rất là ngon. Con vịt cái này nè anh chị mình để ngày qua ngày mai á, cũng như ăn không hết qua ngày mai anh chị mình hâm lại khèo lại nữa. Khèo mình cho trái trái này nó rất là thơm luôn. Ngon. Dưa leo. Đang dọn mọi người. Chưa khách chưa tới giờ. Thôi Giang xin phép mọi người ăn cơm nha. Mọi người thích video cũng như cho Giang xin một like, một đăng ký kênh bên dưới nha mọi người.